Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 28 tháng 1 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống giảm, khép lại tuần giao dịch ở mức 2018,59 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ đóng cửa tuần này bằng một phiên giảm nhẹ, đứng ở mức 103,47 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin liên tục biến động, hiện tại đứng ở mức 42.164 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,143% trên một năm. Còn với thị trường năng lượng, giá dầu thô kết thúc tuần này ở mức 78,23 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Như vậy là vàng tỏ ra khó khăn trong lựa chọn xu hướng trong bối cảnh các dữ liệu kinh tế của Mỹ cuối tuần trước có sự trái ngược với lạm phát tiếp tục giảm, song các hoạt động kinh tế lại vững vàng hơn. Điều này khiến thị trường chưa có được dự báo rõ ràng về thời điểm Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất. Trong tuần tới sẽ có thêm những dữ liệu quan trọng, trong đó đáng chú ý là báo cáo việc làm vào hôm thứ Sáu, cùng với đó là Ngân hàng Trung ương Anh hay còn gọi là BOE cũng sẽ tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên trong năm. BOE đang đứng trước nhiều khó khăn khi mà nền kinh tế nước Anh chậm lại và lạm phát vẫn ở mức cao. Đối với cuộc khảo sát giá vàng hàng tuần mới nhất của hãng tin Kiko News cho thấy, các chuyên gia cũng như các nhà giao dịch bán lẻ vẫn duy trì lập trường thận trọng, không có sự đồng thuận rõ ràng về hướng đi của vàng trước những dữ liệu quan trọng trên. Trong số 14 nhà phân tích phố Wall đã tham gia khảo sát vàng của Kiko News thì có 5 chuyên gia tương đương 36% dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn trong tuần tới, trong khi 3 nhà phân tích chiếm 21% dự đoán giá vàng sẽ giảm, trong khi có tới 6 chuyên gia tương đương 43% dự đoán giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới. Còn đối với cuộc thăm dò trực tuyến của Kiko News, các nhà giao dịch bán lẻ tỏ ra lạc quan hơn một chút nhưng nhìn chung vẫn thiếu quyết đoán. Có 48% số người tham gia khảo sát kỳ vọng vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi có đến 29% dự đoán giá vàng sẽ thấp hơn, 23% tỏ ra trung lập với triển vọng ngắn hạn của kim loại quý này. Theo các chuyên gia, quyết định lãi suất và những phát biểu của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, đặc biệt là của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Jerome Powell tại cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên trong năm 2024 và cuộc họp báo sau đó sẽ tác động đến hướng đi của vàng trong ngắn hạn. Theo Chủ tịch Asunday, của Asunday Asset Management cho rằng con số lạm phát vừa phải trong tuần này sẽ thúc đẩy giá vàng cho tuần tới. Cùng quan điểm này, chiến lược gia James Tanley của Forex.com cho biết mặc dù nhiều cơ hội để tăng cao hơn trong tuần tới sau khi mà kiểm tra các mức cao mới nhưng mà đồng bạc xanh đã không thể giữ vững xu hướng, điều đó là tín hiệu tích cực với vàng. Mặc dù trung lập về vàng trong ngắn hạn nhưng theo chuyên gia Maribovic của Luxor Letter vẫn rất lạc quan về kim loại quý này trong năm nay khi dự báo vàng có thể chạm mức 2.700 đô la Mỹ trên một ounce. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mặt hàng vàng miếng SJC trong nước hiện tại đang quanh mức 73,9 triệu đồng trên lượng mua vào, 76,75 triệu đồng trên lượng bán ra. Tuy nhiên thì với mức chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra hiện nay được các doanh nghiệp tăng từ 2,5 triệu đồng trên lượng lên ngưỡng 2,85 triệu đồng trên lượng. Mức chênh lệch này được đánh giá là rất cao, nhà đầu tư đối diện với nguy cơ thua lỗ nặng khi mà các đơn vị kinh doanh đẩy rủi ro về phía người mua. Cụ thể như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC trong nước hầu như là không có nhiều điều chỉnh về giá. Đối với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 74,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,70 triệu đồng trên lượng. Chênh lệch giữa chiều ngoài chiều bán ra hiện tại vẫn đứng ở mức rất cao 2.500.000 đồng trên một lượng. Với giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 74,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,72 triệu đồng trên một lượng. Đối với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 74,40 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,80 triệu đồng trên một lượng. Hiện tại có duy nhất hệ thống vàng Mỹ Hồng điều chỉnh tăng nhẹ, tăng 100.000 đồng trên lượng mua vào và tăng 200.000 đồng trên lượng tại chợ bán ra, mua vào mức 75,10 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76 triệu đồng trên một lượng. Còn với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mua vào mức 62,75 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 63,95 triệu đồng trên lượng. Mức giá này áp dụng cho giá nhẫn bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, với giá nhẫn bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 62,75 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 64,05 triệu đồng trên một lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ can hàng thương mại
Khép lại tuần này ở mức 24.395 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.765 đồng trên đô la Mỹ. Hiện tại thì không có điều chỉnh về giá so với phiên trước đó. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 24.985 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.035 đồng trên đô la Mỹ, giảm 80 đồng trên đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.420.000, bán ra 7.670.000. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại đang ở mức cao là 2.500.000 đồng trên lượng, đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.420.000, bán ra 7.672.000. Pinsi Hồ Chí Minh và Pinsi Hà Nội mua vào 7.440.000, bán ra 7.680.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 7.415.000, bán ra 7.665.000. Doji Hà Nội mua vào 7.390.000, bán ra 7.665.000. Phú Quý SJC mua vào 7.405.000, bán ra 7.640.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.440.000, bán ra 7.670.000. Mi Hồng SJC mua vào 7.510.000, bán ra 7.600.000, tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, tăng 200.000 đồng trên lượng bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7.350.000, bán ra 7.600.000. Ngân hàng TPBank mua vào 7.390.000, bán ra 7.665.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.400.000, bán ra 7.652.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác sau khi giảm nhẹ 100.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào chiều bán ra trong phiên hôm qua, thì đến thời điểm này tạm thời không có điều chỉnh về giá. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 2.500.000 đến 2.560.000 đồng trên lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.420.000, bán ra 7.672.000. STC Huế mua vào 7.417.000, bán ra 7.672.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.420.000, bán ra 7.670.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.420.000, bán ra 7.672.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.418.000, bán ra 7.672.000. Cuối cùng là giá nhận bục số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này không có điều chỉnh về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận bục số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 6.275.000, bán ra 6.395.000. Nhận bục số 9 loại nửa chỉ, mua vào 6.275.000, bán ra 6.405.000. Vàng 4 số 9 mua vào 6.255.000, bán ra 6.355.000. Vàng 24K mua vào 6.162,1 nghìn, bán ra 6.292,1 nghìn. Vàng 18K mua vào 4.581,7 nghìn, bán ra 4.781,7 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.520,3 nghìn, bán ra 3.720,3 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.465,3 nghìn, bán ra 2.665,3 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.